Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Đang neo thuyền buông lưới hướng theo luồng cá lội giữa biển vàng đêm nay, yên tâm bám biển đêm ngày, canh trời giữa biển anh đây đã từng. Sóng yên biển lặng.
Vừa rồi là bài Tiếng hát trên biển quê hương do soạn giả Trung Thông soạn lời theo điệu Đường Trường Bắn Thước, nghệ sĩ ưu tú Duy Thường và nghệ sĩ Bích Thục cùng tốp nữ trình bày. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Theo sẽ hát tiếp bài Biển khơi vang tiếng hát do soạn giả Thanh Thùy viết lời theo điệu Quân tử Vu Dịch. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Cửa biển chiều hôm, soạn giả Xuân Dinh viết lời theo điệu quạt màn, nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình thể hiện.
Về thăm cửa biển chiều nay, hương dừa ngát ngát tràn đầy sức xuân. Bàn chài tư thế xuất quân, cánh buồm gọi gió xa gần xa khơi. Long lanh màu mắt em cười, xanh màu biển biếc xanh trời sông sâu. Em từng bày lưng nghĩ mây chào y đón đi, nỗi nhớ ai xa dặm mị trường, hai chữ yêu thương nghĩ bước đường đâu còn đi xa. Hè vui đón đi, em đón bạn rộn tiếng đi chim nghỉ ca, lối mới thanh thang nghĩ công trình vươn tầm đi xa. Tầng nỗi tiếp đi đẹp đi những thìa những biển chiều nay, người đi muôn nẻo nhớ ngày hè vui. Từ trong ánh mắt nụ cười đã nghe năng suất nơi nơi hội mừng. Ta nguyện cùng chung nghĩ xây mơ ước khi nghĩ. Dẫu khó khăn thì không nản lòng xây đắp tương lai. Chương trình là bài Tình biển, tình em, lời của soạn giả Đỗ Đức Hiền do nghệ sĩ Tú Thu Huyền cùng tốp nữ trình bày theo điệu Chức Cầm Hồi Văn. Hãy subscribe.
Đây là bài Sầm Sơn Cảnh Đẹp Tình Nồng do soạn giả Trịnh Hoành viết lời theo điệu, nói thơ và sử bằng, nghệ sĩ Tú Minh Phương trình bày. Là bài Tiếng Hát Biển Xanh do soạn giả Nguyễn Duy Ưng soạn lời, nghệ sĩ Tú Kim Thoa cùng tốp nữ trình bày theo điệu Đào Liễu.
thương khi non nhà trải những mong khi ba nơi đầu sông gió đào vẫn đậm đà giữ trọn lòng son kiên cường trước sông trước cứ sông lại dương đi. Ôi đảo đai hùng việt quân giặc mỹ đảo vẫn cùng ta bền bỉ kiên trung nhưng bọn sông lam vẫn nhòm ngó non sông ngọn thác bạch đằng lại ào ào cuộn sông thả lưới đi phăng đi chài súng thép đi súng thép trong mi tay cánh biển đi thanh đi trời câu hò ngân đi vang thiền tây khoang cá gian khó không lùi kiên quyết đi giặc lập tông nguyện thề tin giữ chúng ta vừa nghe chương trình hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt. Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Mở đầu chương trình là bài Hạt Lúa Quê Hương, soạn giả Nguyễn Quý soạn lời do nghệ sĩ Tú Bích Thục và Tốt Nữ hát theo điệu Đào Liễu.
mời quý thính giả nghe bài Nong Xanh Nong Vàng do soạn giả Dân Huyền soạn lời theo điệu Dương Xuân và Lưới Lơ, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm thể hiện. Nghệ sĩ ưu tú Như Hoa sẽ gửi tới chúng ta bài Bên Nương Dâu Em Hát do soạn giả Trần Minh soạn lời theo điệu Nón Thúng Quay Thao. Thank you.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Bông lúa yêu thương do soạn giả Nguyễn Hùng Việt soạn lời theo điệu Quân tử Vô dịch, nghệ sĩ Tú Khắc Tư trình bày. Xuyên trong lòng khi nâng bông lúa óng vàng trên tay, thấy hương đất hương trời đồng lại buồn tia nắng ươm hồng sắc trải đất dành sữa ngọt cho lúa chắc hạt xây bông. Em năm tháng sẽ đi chia gian ở quê nhà, nhìn mảnh áo bạc màu bao phủ đắng nhọc nhằn vất vả, đêm thanh vắng bởi trong em sâu nặng chữ ân nắng mưa giữ niềm son sắt tưởng chiều đông buốt lành mang sức xuân chuyển đất xoay trời cho đất sinh sôi trái thơm ngọt đường vui rộng mở vun đắp tương lai sáng tươi gương mặt mời mời chiêm mùa vượt mức nghĩ đẹp lời đôi. Hát yêu thương dịu dặt trên đình trên đồng. Sau đây là bài Đi giữa rừng ngô, soạn giả Mai Văn Lạng soạn lời do nghệ sĩ Tú Hồng Ngát trình bày. Về quê mẹ thanh oai, điệu chèo tha thiết tiếng ai trên đồng, rừng ngô biển lúa mênh mông.
trên cành gió. Chương trình chúng ta cùng nghe bài Hạt thóc nặng nghĩa nặng tình, soạn giả Văn Hạnh soạn lời, do nghệ sĩ Tú Kim Đức hát theo điệu Trước Cầm Hồi Văn. Của
thực ý túc ý bình thường. Vì nước ý, vì dân nhớ câu thực ý túc ý bình thường. Ta trồng ý nhiều khoai lúa ý, hoa màu cho đời sống ấm no ý, ý vui ngày chuyển thóc lên ý kho. Là bài Buổi sáng trên đồi dứa do soạn giả Đình Trình soạn lời, hai nghệ sĩ ưu tú Duy Thường và Minh Thu song ca theo điệu Đường Trường Bắn Thước. Lạ lắm em, những quả dứa tươi vàng tỏa mùi thơm ngào ngạt, một mùi thơm dịu mát tỏa khắp núi đồi. Anh ơi nhìn hạt mưa phùn nhẹ rơi, em thấy vui vui trong thank you.
Trình hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.